Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục công việc giới thiệu về các căn nhà đất Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 12 năm 2021, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Hạ Đình, gần Hồ Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Căn nhà có diện tích là 53m², được xây dựng 4 tầng, với giá đang được chào bán chỉ có 5,7 tỷ thôi. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua nhà đất Hà Nội, khu vực quận Thanh Xuân, đặc biệt là khu Hồ Hạ Đình này, thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà đất Hà Nội mà em Phương muốn review cho anh chị ngày hôm nay. Căn nhà có diện tích là 53m², được xây dựng 5 tầng với mặt tiền 4m anh chị nhé. Đấy, cực kỳ thoáng đãng. Căn nhà chúng ta thì là được hướng Tây Bắc, hướng Thần Tài. Còn đây là ngõ trước nhà chúng ta. Căn nhà của chúng ta nằm trên mặt ngõ thông, cách Hồ Hạ Đình chỉ khoảng 100m anh chị nhé. Đấy, đi lại rất là thuận tiện. Đây em sẽ zoom rộng lên một chút để anh chị có thể nhìn hết mặt tiền của căn nhà này. Đấy. Với thiết kế tầng 1 là khu vực để xe, phòng bếp. Tầng 2 một phòng khách, một phòng ngủ. Tầng 3 hai phòng ngủ. Khu tầng 4 là một phòng ngủ và khu vực sân phơi anh chị nhé. Đây là khu vực bếp này. Đấy, phía sau là khu vực tiểu cảnh, cũng như khu vực khe thoáng lấy ánh sáng cho toàn bộ các phòng phía sau của chúng ta. Căn nhà này thì đã qua sử dụng rồi và bây giờ là anh chủ nhà đã sơn sửa lại như mới. Đấy. Đây anh chị này, nhà làm từ hồi trước cho nên trần rất là cao, cao hơn các căn nhà hiện tại làm bây giờ rất nhiều anh chị. Đấy. Rồi hãy cùng em Phương đi khám phá tầng 2 nhé. Đấy, xem khu vực tầng 2 có gì. Cầu thang rất rộng luôn. Wow. Đây là khu vực phòng khách của chúng ta này. Đấy. Khe thoáng. Làm trang trí tiểu cảnh luôn. Phòng khách của chúng ta. Bên cạnh là một phòng ngủ vệ sinh khép kín. Đấy, có ban công. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua một căn nhà đất Hà Nội, khu vực gần ngã tư Sở hay khu Hồ Hạ Đình trong tầm tiền hơn 5 tỷ thì hãy đi xem căn nhà này ngay anh chị nhé. Tầm diện tích hơn 50m thì ở khu vực này không có nhiều những căn nhà rộng rãi như thế này. Ngoài căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng, các căn nhà đất khác nữa, nhà mặt ngõ, nhà đất mặt phố hay nhà đất kinh doanh. Và cả các căn nhà có gara ô tô và thang máy anh chị nhé, em đều có hết. Quý chị muốn mua một căn nhà như thế nào thì hãy cứ gọi điện thoại cho em Phương. Em sẽ gửi video các căn nhà hợp lý nhất đến quý anh chị. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Bán Nhà Riêng anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ lên đến khu vực tầng 4. Từ đây thì anh chị di chuyển ra ngã đi Sở chỉ mất khoảng hơn 1 cây thôi. Đặc biệt là nhà của chúng ta gần hồ nữa. Đấy, rất là thoáng. Đấy, đây là khu vực tầng 4, một phòng ngủ ở đây nữa. Đây khu vực sân phơi. Cực kỳ là thông thoáng luôn. Đấy. Sáng, thoáng. Đây, hồ ngay phía trước anh chị này. Ngay phía trước chúng ta thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.